Cái mic nhầm bả với em. Mở tấm máy này em cứ làm cái tỏ để em bó. Sao mà bạn có bắt nước đi chứ này? Chuyện gì trời, bữa mà lên nhờ bả sao mà thử lên á. Nộp tiền điện thằng nào mất nữa.
nhất mình mà ngon lành thì ăn luôn. Dữ lắm luôn, bò gì cái chỗ pha thiệt là bự, để khi ăn bạch xong để cái chỗ pha thiệt bự không nào mà ăn chẹt. Hồi nào ăn chẹt về chỗ trước, còn ngay chỗ trước cái hè hè nhà cũ á, sang ăn cái dục ra ngoài chỗ cái nấm đất trước nhà xịn quá à. Có đất hay là gió cứ ăn thôi. Quảng cầu lầu anh xèo không hiểu lầm 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 ok mình lên mình lầm. Chừng nói theo con đi. Còn chó kia nữa. Không. Cái này không qua con mua lẩu bò á. Nó đưa mực chưa chấm á, thấy rồi.